Hello everyone. Welcome to my lesson today. Okay. Look at the screen, please. Nào, phần này cho bạn nào nhanh tay nhanh mắt. Vẫn là lấy điểm. Có ai giơ tay không nhỉ? Rồi, bạn Bình giơ tay nhanh quá. Có ai nhắn tin cho cô không? Bài này cô gọi các bạn giơ tay này cô không nhìn thấy được. Các bạn nhắn tin cho cô rồi cô mới nhìn thấy. Cường với cả Bình hả? Hai bạn này có điểm rồi. Cô gọi người nào học vừa vừa thôi. Sao mà? Là cơ hội cho một bạn nha. Cô mời bạn 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 Nguyễn Thanh nè. Thôi, phần bài này nó không khó, mình gọi bạn bạn Thanh nhá. Nguyễn Thanh là cô mở mic cho Thanh rồi đấy. Bài này rất là alo Thanh à, mic mic của Thanh làm sao đấy? Alo Thanh, Thanh mở cái màn hình của em ra cho cô xem nào. Em đừng dở sách. Em đây ạ. Ừ, em đừng nhìn vào sách nhá, em nhìn vào màn hình đi, cái này là toàn là những từ cũ. Bạn Lâm Tùng, tôi đề nghị là không yêu cầu vào trong màn hình của cô nhá. Cô vừa nãy cũng không muốn nhắc rồi. Em vào trong màn hình của cô làm gì? Tiếp. Bạn Nguyễn Thanh làm này không nhìn vào trong ấy. Không 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 nhìn vào trong sách, em nhìn vào màn hình đi, đây toàn là những cái từ dễ thôi. Em muốn lấy điểm thì em không được nhìn vào sách. Nào. Ừ nào, câu một là cái gì nào? Nhìn nhìn vào màn hình, nhìn vào màn hình nhá, là nhìn màn hình rồi. Câu một là cái Câu gì? là lũ quét Ừ, thì em đưa cô câu một là lũ lũ quét tiếng Anh là gì? em quên từ này đọc như nào rồi. Quên từ đọc như nào á? Thế từ số 2 Vâng. đọc như nào? Em thưa cô là thôi em nhường điểm này cho bạn khác. Ừ, rồi ok, không vấn đề. Thế cô sẽ xem phần phần chat xem bạn nào bạn nên học học vừa vừa thôi. Cao Minh Thảo hả? Thảo à? Thảo chưa được 10 rồi. Đây để cơ hội cho bạn khác nhé. Cô mời bạn Thành nào. Thành A3. Thành Nguyễn nào, cô mở mic rồi đấy. Bạn Thành tự mở mic của mình đi em ơi. Rồi. Nào, không giỏ sách, không giỏ sách nha. Đây là những từ cũ, em quay mặt về phía màn hình trên này cho cô nào. Quay mặt để cho cô nhìn mặt em nào. Đấy, rồi, không nhìn vào sách nhá. Nếu mà nhìn vào sách là không được phép lấy điểm đâu. Cái này nó rất là từ rất là dễ, từ cũ rồi. Từ đầu tiên là gì nào? Em có từ thiên à, Em ơi, em có làm được không? thiên là phật ạ. Ừ, từ đầu tiên là flap, nhưng mà em mặt em như nào đây? Em phải để mặt ra cho cô nhìn chứ, không biết là em có nhìn vào sách không? Em đang dở sách đúng không? Không, Ừ thế em ăn giờ mình. khác. Ừ, em đang dở sách hoặc dở vở à?
nếu em dở sách và dở vở thì không lấy điểm được. Nếu muốn lấy điểm thì em không được dở tài liệu. Ok. Rồi em suy nghĩ thêm nhá. Cô cảm ơn Thành. Em tự mic, em tự tắt mic cho cô nhá. Nào cô mời bạn Hương nào. Bạn Lê Thị Thu Hương nào. Cô mời bạn Lê Thu Hương. Thu Hương làm nhanh giúp cô nào. Em thưa cô là từ đầu tiên là flat ạ. Đâu nhỉ? Cô chưa nhìn thấy mặt của Hương này. Sao không nhìn thấy mặt của Hương ở đây ạ? Ok. Thôi tốt nhất là em cứ cố gắng để cho những bạn em tốt nhất là em đừng nhìn vào trong vở, cũng đừng nhìn vào sách nhá. Đấy. Ừ, rồi ok. Số 1 là gì nhỉ? Là flat ạ. Em sâu màn hình ra đây đi. Sao em tắt màn hình làm gì? Rồi. Thứ hai là gì? Em nhìn vào màn hình thì cô mới lấy điểm được. Thứ hai là forest fire ạ. Số 2 là forest fire. Em đang làm từ trên xuống dưới đấy hả? Mình làm hàng ngang đi. Hàng ngang trên xong hàng ngang dưới đi để cho các bạn dễ nhận diện. Hàng ngang thứ hai ạ. Em có dùng sách không? Tốt nhất là cứ thành thật với cô đi, nếu mà không thì cô không lấy điểm đâu. Vâng. Em đang dùng sách đúng không? Vâng ạ. Ừ rồi ok. Nếu mà mình dùng sách thì mình không lấy điểm đâu. Vâng. Ừ cô cảm ơn em nha. Trời ơi, cái này toàn những từ cũ sao các bạn chẳng học nhỉ? Nào cô mời bạn Đặng Phương Anh nào. Đặng Phương Anh lớp 831. Bạn Phương Anh cố gắng không dở sách ra nhá. Nào, Phương Anh đâu cho cô xem nào. Đây ạ. Ừ. Em không dở sách được không? Em không dở sách em có làm được không? Có một số từ em chưa nhớ. À thế hả? Thế em cứ làm được bao nhiêu từ cô sẽ cho em từng đấy điểm. Số 1 là gì? Làm mình làm hết hàng ngang 1 trước rồi đến hàng em với cô 2. Là số 1 là flap ạ. Ừ, số 2. Mình đừng nhìn sách nhá. Tốt nhất là nên thành thật một chút. Số 2 là... Cái đó là những từ em nhớ đi. Thế số 2 em bỏ qua nhé cô. Ừ, được, không vấn đề. Em lưu cô số 3 là... Cái gì là must, cái gì nhỉ? Cái từ đấy em quên. Must lie. Must lie. Rồi. Số 4 là... Drought. Drought, ok. Drought. Em có dùng sách không năm... đấy? Không ạ. Ừ, rồi, ok. Tiếp số 5. Số 5 là forest fire. Forest fire, đúng rồi. Tiếp số 6. Số 6 em không nhớ. Ok, không vấn đề. Số 7. Số 7 là volcanic. Volcano. Rồi, volcano. Rồi, và cuối cùng là gì đấy? Cuối cùng là earthquake. Earthquake. Rồi, rồi, về cơ bản là bạn ấy cũng có học, bạn nhớ được gần hết. Rất là tốt. Rồi Đặng Phương Anh cũng có cố gắng. Mỗi tội là phát âm thì chưa chuẩn lắm thôi. Rồi cô cho bạn vì sai không nhớ hai ý nên cô sẽ cho bạn Phương Anh điểm 8 nha. Dạ. Ừ. Bạn ấy có hai từ không nhớ. Từ đầu tiên là sóng thần. Sóng thần là gì nhỉ? Tsunami đúng không? Còn lốc xoáy là gì? Tornado. Vậy các bạn hãy nhìn ở phía trên màn hình của cô nha. Ok. Thật ra thì các bạn không nhớ thì không vấn đề gì cả. Các bạn chỉ cần nói với cô là cô ơi em không nhớ, em không làm được. Thế là thôi, cô không mắng, cô chẳng bao giờ mắng cả. Nên là lần sau nếu mà cô bảo là không được dở sách thì tốt nhất các bạn không nên dở sách. Mình thật thà với nhau một tí. Học thì phải trung thực. Tất nhiên là cô như này cô cũng không thể nào mà nắm hết được các thứ. Nhưng mà cô nhìn vào màn hình là cô biết bạn nào đang dở sách đấy. Nên là chúng ta cứ thật thà với nhau. Không làm được thì thôi, bảo cô em không làm được để cho bạn khác nhá. Ok. Thế những từ này cô sẽ nhắc lại một lần nữa nè. Flood, tsunami, mudslide, drought, forest fire, tornado, volcano and earthquake. Đây là những từ rất cơ bản mà các bạn bắt buộc phải thuộc. Chúng ta sẽ có trong những từ này có trong phần bài kiểm tra. Cô nhắc rồi đấy nha. Chúng ta đến bài ngày hôm nay. Open your notebook and write the heading please. Unit 9, natural disasters. We are going to learn lesson 3, a closer look to.
Okay. And today is Saturday, the 25th April. Bạn ghi thứ ngày tháng và ghi đầu bài nhá. Rồi trước vào bài thì ngày hôm nay cô sẽ với chúng mình hôm nay học về ngữ pháp. Đầu tiên phần ngữ pháp hôm nay thì cô sẽ giới thiệu lại cho các em về câu bị động, the passive voice. Đầu tiên các bạn hãy nhìn lên trên màn hình cho cô hai ví dụ. The first example here, people speak English all over the world. And example 2, thousands of people visit the temple of literature. Ở ví dụ đầu tiên, cô Hoa đã gạch chân và phân biệt cho các bạn đâu là chủ ngữ, đâu là động từ và đâu là tân ngữ. Cô nhắc lại một lần nữa. Câu bị động là câu không làm chủ được hành động. Do vậy, khi các bạn muốn tạo lập câu bị động, các bạn phải nhìn vào câu chủ động và xác định cho cô ba thành phần. Chủ ngữ, động từ, tân ngữ. Cô đang nhắc lại kiến thức cũ và những bạn nào mà quên ấy thì trật tự mà nghe lại nhé. Thứ hai, chúng ta đã xác định được rồi thì chúng ta sẽ cho cái tân ngữ lên trên đầu. Có nghĩa là mình sẽ cho tân ngữ là từ đứng sau động từ. Đấy. Được chưa ạ? English này, tôi có động từ, chủ ngữ là people, động từ là speak và English là tân ngữ vì nó đứng sau động từ. Cho đến giờ phút này là những cái này rất là cũ rồi. Đây cô chẳng qua cô giảng rất là kỹ và chậm lại cho những bạn mà bình thường ngồi trên lớp không chú ý nghe cô dạy thôi. Đấy, thì cô sẽ cho English lên trên đầu. Sau đó cô Hoa xác định đây là thì gì? Cô Hoa nhìn thấy đằng sau people, động từ giữ nguyên là speak. Nên cô Hoa biết ngay đây là thì hiện tại đơn. Vậy to be cô Hoa phải chia theo cái chủ ngữ là cái tân ngữ mình đã nhặt lên đầu. Và tân ngữ ở đây là số ít. Cái tân ngữ ta cho lên trên đầu, đứng đầu là chủ ngữ ấy, là English. English là số ít, do vậy to be sẽ là is. Sau đó động từ speak ta chuyển về cột 3 là động từ gì đây nhỉ? Past participle đúng không? Cột 3 của speak là gì đây nhỉ? Spoken đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ có câu như sau. English is spoken all over the world. Và ta biết ngay là English từ tân ngữ chuyển sang câu này đứng ở đầu sẽ biến thành chủ ngữ. Đấy, sau đó là động từ ta cho về quá khứ phân từ. Past participle đấy ạ, ta gọi là quá khứ phân từ is spoken all over the world. Và people này là chủ ngữ chung rồi. Nên ta không cần thiết cho vào câu nữa. Tương tự như vậy đối với ý B, ta nhìn đầu tiên là ta phải xác định chủ ngữ, động từ và tân ngữ như ba từ cô gạch chân ở trên bảng này đúng không? Và tiếp theo là chúng ta tương tự như vậy ta sẽ cho cái gì đây nhỉ? Cho tân ngữ lên trên đầu. Sau đó ta lại xác định đây là thì gì đây? Thousand of people là số nhiều. Visit không chia, vậy đây chắc chắn là thì hiện tại đơn rồi đúng không? Ok. Vậy câu chia tương tự như ở phía trên. Đấy. Temple of literature là gì đây nhỉ? Văn miếu. Văn miếu là số ít. Vì sao cô Hoa biết? Cô Hoa dịch được thôi đúng không? Cô Hoa nhớ công thức, cô Hoa làm được thôi. Số ít thì ta đi cùng với to be là is đúng không? Visit này là động từ có quy tắc nên đơn giản ta thêm ed vào thôi và sau đó là ta thêm bắt đầu cho chủ ngữ ở đầu biến thành tân ngữ là by. Cô Hoa làm được là cô học thuộc công thức. The temple of literature is visited by thousands of people. Được chưa? Đây là kiến thức cũ rồi, học từ năm lớp 7 rồi. Tôi review lại cho các bạn nhớ thôi ạ. Đấy, và từ visit này tôi biến thành quá khứ phân từ. Đấy, đó là past participle. Ok. Vậy chúng ta, các bạn ghi có ghi được những cái này vào trong vở không nhỉ? Ghi nhanh giúp cô nào. Nhanh giúp cô nào. Đây, cô sẽ chuyển sang cái cột bên này nhá. Đấy, đây ví dụ đây. Chính là ví dụ cô vừa mới giới thiệu lại cho các bạn đấy. Hai cái ví dụ này. Và công thức của thì hiện tại đơn là chủ ngữ cộng với động từ. Đấy. Nếu động từ, các bạn nhìn vào cái chỗ phần cô Hoa chỉ con trỏ chuột nhá. Cái chỗ phần công thức bôi màu đỏ là công thức của thì hiện tại đơn này. Đấy. Đối với ngôi I, you, we, they, động từ giữ nguyên. Đối với ngôi he, she, it và số it thì ta thêm s hoặc es. Được chưa? Sau đó cộng với tân ngữ. Thì từ công thức của chủ động này ta có công thức bị động là chủ ngữ. Đấy, cộng với m, er.
cộng với cả past participle cộng với by object, được chưa nào? Các bạn ghi nhanh vào trong vở cho cô nhé. À, cô quên mất, trong mỗi cái phần bài học thì cô cũng sẽ ép thêm tài liệu lên ý. Các bạn nào không ghi kịp ý, các bạn có thể lên cái trang lớp học đấy và tìm tài liệu nhé. Trong mỗi unit cô đều để bài giảng, để các em không ghi chép kịp các em đều có thể lên trên đấy và chép thêm nhá. Bạn nào có điện thoại thì mình cũng chụp luôn cho nhanh. Đấy. Các bạn bắt buộc phải chép những cái này vào vở nhá. Rồi. Tiếp này, cô Hoa, cô mở mở mic xem các bạn đã kịp chép chưa nhá. Và thật ra thì là các bạn cũng có thể lên, các bạn chép nhanh thôi, đây là những kiến thức cũ thôi, cô giảng nhanh thôi nhá. Thì cái phần công thức này thì các bạn cũng có thể lên và download tài liệu của cô về để chép nhá. Và cô Hoa sẽ chuyển nhanh vì bài hôm nay rất là dài. Cô Hoa chuyển sang phần ví dụ số 2. Ví dụ số 2 của cô là cô có ví dụ she wrote a letter yesterday. Ok. Tiếp tục ta lại xác định đây là thì quá khứ. Vì ta biết là cái từ wrote. Ok, cái từ wrote là gì đây nhỉ? Là thì quá khứ đúng không? Từ write chuyển thành wrote. Thì ta sẽ chuyển câu này như sau. A letter was written by her yesterday. Ta không cần cho by her cũng được vì đây là she là chủ ngữ không xác định, được chưa? Nhưng cái này cô giảng rất là nhanh thôi vì chúng ta đã học hết rồi. Vậy ta có thì ở đây là thì quá khứ đơn. Có câu công thức như này các bạn ghi nhanh cồn. Đấy, từ đây thì ta sẽ có câu bị động viết lại câu theo mẫu là chủ ngữ cộng với was, were. Trong đó chủ ngữ số ít sẽ đi cùng với was, chủ ngữ số nhiều đi cùng với were. Sau đó cộng với quá khứ phân từ verb past participle. Đối với động từ nguyên thể, à cô xin lỗi, đối với động từ mà có quy tắc các bạn sẽ thêm ed. Còn đối với động từ bất quy tắc các bạn sẽ tra cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc nhé. Và cộng với cả by object. Phần này là kiến thức cũ rồi. Chúng ta bắt buộc phải biết hết rồi. Tiếp chúng ta đến ví dụ tiếp theo này. My parents have given me a new bike on my birthday. Ok, thế thì cô Hoa lại tiếp tục xác định chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Vậy cô Hoa có câu sau. Ta chuyển tân ngữ lên trên đầu, me thành I nhá. Vì me không bao giờ được phép mà làm chủ ngữ, được chưa? I have been given a new bike by my parents on my birthday. Vậy ta sẽ có công thức như sau. Công thức bình thường là cái chỗ phần con chuột, con trỏ chuột của cô để ở đây đúng không ạ? Thì đây là công thức của thì hiện tại hoàn thành. Thì từ công thức này ta sẽ có cấu trúc của câu bị động của thì quá khứ của thì hiện tại hoàn thành. Đó là subject cộng với have has. Ok. Trong trường hợp này thì là chủ ngữ số nhiều đi cùng với have, chủ ngữ số ít đi cùng với has. Sau đó mình sẽ đi cộng với cả been. Been chính là to be chia cột 3. Sau đó cộng với quá khứ phân từ verb ở cột 3 hoặc verb ed. Sau đó cộng với by object. Các bạn ghi nhanh như cô nhé. Ghi nhanh. Nhanh công thức. Nốt nhanh. Ok, cô chuyển sang ví dụ tiếp theo. Cô Hoa có ví dụ là she will do a lot of things tomorrow. Vậy ta nhìn ở trong câu này ta nhìn thấy will rồi, vậy ta biết ngay đây là thì tương lai đơn đúng không? Tiếp tục ta lại xác định chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Và ta có chuyển câu sau. A lot of things will be done tomorrow.
Và từ đây ta sẽ có công thức của thì tương lai đơn. Số 4, the simple future, thì tương lai đơn. Thì ta sẽ có công thức như sau. Công thức bình thường thì là chủ ngữ cộng với cả will cộng với cả verb nguyên thể, đúng không? Thì khi ta chuyển thì là ta chỉ cần thêm be vào đằng sau thôi. Và động từ thì chia ở cột 3 hoặc là động từ ed. Ok, động từ thì đuôi ed nếu là động từ có quy tắc. Tiếp này, cô Hoa có câu có phần cách chắc chắn là các bạn phải biết cái công thức về tương lai gần nhá. Thật ra thì tương lai đơn và tương lai gần thì nó khá giống nhau, nhưng mà thì tương lai gần thì nó thể hiện một cái hành động là chắc chắn sẽ xảy ra và nó sẽ có dấu hiệu trước. Còn thì tương lai đơn thì về cơ bản thì là nó chỉ là câu nói bâng quơ của mình thôi. Giả sử như tôi nói là mai tôi đi Hà Nội, nhưng mà chưa chắc mai tôi đã đi, đúng không? Nhưng mà tương lai gần là hôm nay tôi mua một bộ váy rất là đẹp, tối nay tôi sẽ đi dự tiệc chẳng hạn, thì chắc chắn là tôi sẽ đi, vì tôi phải đi thì tôi mới mua cái bộ váy đấy chứ, đúng không ạ? Thì đây là sự khác biệt giữa tương lai đơn và tương lai gần đấy ạ. Ok, thế thì các bạn nhìn vào ví dụ công thức ở phía trên này. Bình thường tương lai gần thì sẽ là chủ ngữ cộng với cả am yes cộng với cả going to cộng với verb nguyên thể, đúng không? Giả sử như là Miss Hoa is going to go to a party, đúng chưa? Thế thì bây giờ cô Hoa chuyển cái câu này sang dạng bị động là a party is going to be gone by Miss Hoa. Ok. À không, cô xin lỗi. Không. Câu đấy là không có tân ngữ. Mình sẽ sử dụng câu khác nhá. Miss Hoa is going to buy a new book. Vậy mình sẽ viết là a new book is going to be bought by Miss Hoa. Thật ra các bạn dùng câu này sẽ chuẩn hơn 100%. Nó sẽ rõ ràng tân ngữ hơn. Ok. Thì các bạn sẽ có công thức là chủ ngữ cộng với am are cộng với going to cộng với cả be cộng với cả động từ ở cột 3. Đấy, có be đi hoặc là cộng với object, được chưa nào? Bây giờ các bạn ghi hết vào trong vở cho cô nhé. Ghi nhanh giúp cô nào. Rồi nha, cô Hoa chuyển sang bài tiếp theo nha. Bài tập vận dụng chúng ta sẽ làm nhanh thôi. Phần bài tập này chúng ta sẽ không mất thời gian. Bây giờ các bạn đọc cho tôi dở lại phần getting started này. Sau đó gạch chân các câu mà các bạn cho là câu bị động. Các bạn nhìn phần task 1. Read the conversation in getting started and underline any sentence that in passive voice that you can find and check your findings with the partner. Các bạn nhìn nhanh vào phần này này. Dựa vào phần các bạn chuẩn bị, cô sẽ cho các bạn 3 phút để các bạn nhìn nhanh. Bạn nào làm nhanh nhất thì sẽ có điểm. Tôi làm ví dụ một câu nhá. Was anyone injured? Tôi biết ngay vì đây là câu bị động, vì đây là có to be như trước này. Đấy, xong sau đó là có động từ này, chắc chắn là câu bị động rồi. Nào các bạn muốn làm không nhỉ? Làm nhanh phần này. Rất dễ. Khi các bạn chuẩn bị bài ở trước rồi thì chúng ta làm rất là đơn giản. Giơ tay cũng không nhìn thấy, cô bảo rồi. Các bạn nhắn tin cho cô. Muốn được cô gọi thì nhắn tin. Thúy Trang hả? Rồi. Nhiều bạn A1 quá nhỉ? Thúy Trang chắc chả cần lấy điểm đâu nhỉ? Thúy Trang có hẳn 2 con 10 rồi. Phương Anh hả? Phương Anh 81 hả? Hôm trước cô mời Phương Anh mãi không được đây. Xong gọi toàn nghe tới tiếng nhạc. Nào Phương Anh nào, mời Phương Anh nào. Làm nhanh. Em với cô là câu only a few minor injuries were reported. Were reported, good. Rồi, nhanh. Với cả câu it seems many houses and public buildings were destroyed or flooded. Good. And thousands of people were left homeless, đúng không? Okay, good. Câu tiếp theo là who were trapped
trapped in flooded homes. Mm-hmm. Yeah, good. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không em? Có. Medical supplies, food, rescue equipment have also been sent. Yeah. Okay. Excellent. Very good. Còn gì nữa? Còn câu cuối là they have been taken to a safe place where temporary accommodation will be provided by them. Uh-huh. Yeah. Trong này có hai câu bị động đúng không? Một câu là thì hiện tại thành, một câu là thì gì cả? Tương lai đơn đúng không? Rồi. Rất chính xác. Cảm ơn nhá. Tặng bạn điểm 10. Ừ. Đây là một loạt các bạn check nhanh, các bạn gạch nhanh vào trong sách này. Các bạn gạch nhanh cho cô nào. Xong rồi sau ghi lại vào vở, các bạn bắt buộc phải ghi vào vở nhá. Cô yêu cầu các bạn ghi vào trong sách cho cô. Trần Đức Thái đã xí làm bài 2 hả? Rồi. Thế ngồi trong lớp cũng phải giơ tay nhiều như học online nhá. Các bạn gạch nhanh giúp cô nhá. Rồi, cô chuyển sang bài tiếp theo. Phần này là phần kiến thức ôn lại, chúng ta phải làm rất là nhanh. Phần này chúng ta phải coi như là làm đấy, đây là những câu cô viết ra đấy. Thật ra câu này là câu của bạn Phương Anh, bạn vừa đọc thì cô viết ra. Được chưa? Đấy, các bạn sẽ ghi vào trong vở như vậy nhé. Đấy. Bạn ghi rõ ràng các câu bị động ra. Tiếp. Sau này đi học lại, các bạn xác định chuẩn bị tinh thần là sắp đi học rồi. Đấy, tôi sẽ kiểm tra lại hết vở. Nhắc luôn. Kiểm tra lại hết vở từ thời gian cô dạy online. Nên những bạn nào mà không ghi bài tập đầy đủ, tôi chắc chắn sẽ trừ 50% điểm vào kiểm tra 15 phút và 30% điểm vào bài 1 tiết. Nhắc rồi đấy nhá. Không ghi chép bài là không được rồi đấy. Tất cả các video cô Hoa dạy đều được cho lên YouTube của trường. Nếu các bạn cảm thấy học không ghi kịp hay như thế nào đó, các bạn có thể lên trên đấy xem để lấy tài liệu nha. Nên đừng bao giờ nói là vì cô Hoa giảng nhanh quá. Không, cô Hoa chưa bao giờ giảng nhanh. Được chưa? Cô Hoa giảng rất chậm. Các bạn cố gắng ghi thật nhanh và ghi đầy đủ. Lên trên lớp tôi sẽ kiểm tra hết. Chắc chắn 100% ấy. Tiếp, bài tập số 2. Các bạn sẽ hoàn thành các câu sau sử dụng chính xác dạng của động từ ở dạng passive form, câu bị động trong mặt sau. Trong phần này các bạn chắc chắn phải học thuộc về thì. Rồi, vì phần này là phần các bạn cũng phải chuẩn bị bài từ trước rồi. Và đây là kiến thức cũ thôi. Có một bạn phía trước là bạn Đức Thái rồi. Cô ưu tiên các bạn chuẩn bị bài từ trước, ý thức tốt. Nào mời Đức Thái nào. Mở cô mở mic rồi đấy. Vâng. Em cô. Em điền word scatter. Khi em làm như thế nào thì em cũng phải giải thích từng câu từng chữ cho cả lớp nghe nhá. Chính xác. Lý do thì là những mảnh vụn được mang qua miền quê gió. Được rồi, cô hiểu. Em không cần phải dịch, em chỉ cần nói vì sao lại chia thì này, vì sao động từ to be lại chia như thế này. Bởi vì trong cái câu này em thấy có từ last night nên chia. Được rồi. Tiếp, last night là thì quá khứ đơn. Tại sao động từ lại chia như thế này, động từ to be lại chia như này? Em cô bởi vì đúng là công thức là như thế rồi, nhưng tại sao em không dùng were, ý là như thế mà lại dùng were? Bởi rõ vì ràng là từ đợp đi đâu có chữ F mà. Vì sao? Vì nó ứng với cả từ ít đi. Ừ đúng rồi. Thật ra mình có thể hiểu là từ đợp đi nó là mảnh vụn, mà mảnh vụn thì không đếm được. Do vậy ta cho là chúng số ít thế thôi nhá. Tiếp câu số 2. Em câu số 2 em điền là abuse. À, bill á, bill là bill giữ nguyên như thế hả? Bill là b-u-i-l-t á. Thế thì mình phải đọc là built, nhớ đọc đúng nhá. Vâng ạ. Ok, vậy giải thích đi, tại sao lại làm như vậy? Cô là bởi vì 10 ngôi nhà mới được xây ở thị trấn mỗi năm ạ. Thế thì này là thì gì? Có từ every year. Ok,
Và bạn ấy biết là AVG, do vậy bạn lắp công thức tiếp tục. 10 new house, nó là số nhiều nên do vậy bạn dùng to be là A. Các bạn nhớ nhá, mình phải học chắc thì mình mới làm được. Tiếp câu số 3. Em cô câu số 3 em điền là vua dài ạ, vua 4 chữ ạ. Ừ, vua. Taken. Ừ, vua taken, ok, good. Giải thích đi ạ. Em cô là dân cư ở những ngôi làng bị lũ lụt sẽ được đưa đến một nơi an toàn vào tối qua. Em không cần phải dịch hết đâu, em chỉ cần giải thích cho cả lớp. Vâng, ở đây có từ last night ạ. Last night. Nên em chia lại. Đây là câu bị động của thì quá khứ và chủ ngữ là residence of flat, nghĩa là khu dân cư, mà dân cư thì chắc là số nhiều rồi. Em chỉ cần giải thích như thế là cả lớp sẽ hiểu. Tiếp câu số 4. Vâng. Câu số 4 em điều là will be predicted. Will be predicted. Lý do? Câu này em thấy có từ in the future, nghĩa là tương lai đơn ạ. In the future. Là từ thì tương lai đơn đúng không? Rồi. Tiếp đi em, câu cuối. Câu cuối em điền will be daily, từ em không biết đâu, em thêm ed từ đấy ạ. Delivered. Vâng, em nhìn trong cái câu đấy thì em thấy có từ this afternoon nên em chia thành tương lai đơn ạ. Ok, very good. Khá là tốt đấy ạ. Rồi, chính xác. Rồi, cô cho bạn ấy giải thích từng câu, từng chữ cho cả lớp nghe rồi nhá. Các bạn chép vào đi ạ. Bạn đọc to những câu này cho cả lớp đi. Bạn đọc to từ câu 1 đến câu 5. Học bằng tiếng Anh hả cô? Vâng, đúng rồi ạ. Câu số 1 là debits were scattered with across the countryside by the strong wind last night. Rồi, cảm ơn em. Thank you, tắt máy nhá. Có mời bạn Đạt nào. Đạt đọc to câu này cho cả lớp nghe nào. Cô tìm Đạt mà không được này. Nào, cô mời bạn Nguyễn Thành Đạt nào. Đạt đọc to các câu này cho cả lớp nghe nào. Em cô đọc câu 1. Debris was cut to across the countryside by the strong wind last night. Two, 10 new houses are built in the town every year. Good. Three, residents of flooded village were taken to a safe place last night. Four, in the future, natural disaster will be predicted. Cái từ này là gì các bạn? Accurately with the help of technology. Five, food and medicines will be delivered that later this afternoon. Okay, Đạt nghe theo cô và sau đó đọc theo cô những từ sau nhé. Đầu tiên là từ debris. Okay, medical. Okay, deliver. Rồi, cố gắng đọc, bạn đọc khá là tốt đấy. Chỉ một vài từ thôi nhưng mà về cơ bản là âm tiết đọc thế là được rồi. Cảm ơn em nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Chúng ta phải làm nhanh phần này vì là những kiến thức rất là cũ. Bài số 3, chúng mình sẽ viết lại những câu sau. Sử dụng dạng đúng của câu bị động. Thế thì rất là đơn giản thôi. Tương tự ta phải check được gì nhỉ? Xác định được chủ ngữ, động từ và tân ngữ đúng không? Cô làm mẫu câu đầu tiên nhé. Ta nhìn ngay, ta biết ngay đây là thì hiện tại âm thanh đúng không? Ta sẽ cho cái gì đây nhỉ? Volunteer là gì đấy? Chủ ngữ have given out là động từ và food and blanket là tân ngữ vì nó đứng sau động từ. Do vậy cô Hoa viết lại câu như sau. Food and blanket have been given out to homeless people by volunteers. Các bạn cho volunteer, nên cho volunteer vào nhé. Rồi, bây giờ còn các câu còn lại này. Còn 4 câu còn lại. Cô sẽ mời 2 bạn. Các bạn làm nhanh cho cô nào. Rất là nhiều bạn giơ tay. Các bạn hãy chuẩn bị để cô gọi nha.
Nào mời Nguyệt nào. Nguyệt ơi, mic của Nguyệt còn dùng được không? Mic Nguyệt đã nói được chưa? Mic của bạn Nguyệt này như không bao giờ nói được nhỉ? Chán thật đấy. Nào mời bạn Nguyễn Đình Huy nào. Cô mở mic cho Nguyễn Đình Huy rồi. Đình Huy nói đi. Đình Huy ơi. Em làm được hai câu này chưa? Này nào. Ừ, câu 2 với câu 3. Em làm được rồi. Ừ, nào xin mời. Câu 2 là 10 people trapped in a collapse building. Collapse building have been freed. Freed. Gì nữa? Mỗi thế thôi hả? Vâng. Thế cái chủ ngữ của người ta là rescue worker thì em cũng nên cho vào nhá. Những cái bởi những người được cứu bởi những người. Thật ra thì cho vào cũng được, không cho vào cũng được. Nhưng mà rescue worker thì người ta cũng là rõ ràng rồi, nên mình cũng nên cho vào. Và em cũng không được vứt cái từ sofa của cô đi nhá. Thời gian là mình nên cho vào. Ok, không vứt đi. Tiếp câu số 3. Câu 3 là was the Who village destroy như nào? Thêm đi. Thêm đi destroy gì nữa? The storm. Destroy the storm à? By the storm đúng không? Ok rồi, rất chính xác. Was the whole village destroyed by the storm? Ok, very good. Rồi bạn Huy điểm 10 nào. Tiếp, cô mời một bạn A3 nữa nha. Tranh thủ gọi A3 tí nhỉ. Nào cô mời Ly nào. Tí nữa sẽ cho A2, hôm nay chưa có A2 đâu nha. Nào mời Ly, Nguyễn Hoài Ly làm nốt cho cô hai câu cuối. Em cho cô là if the area Is hit by the storm. A lot of. Damage will be caused. Will be caused. Very good. Yeah. Câu 5 là a garden party. A garden party. Is going to be. Organized. Organized như nào vậy? To raise. Organized ED. Rồi thêm đi vào đúng không? To raise money for the victim đúng không? Em đọc to cả câu này cho cả lớp nghe đi. A garden party is going to be organized to raise money for the victim team of the flood. Rồi các bạn chép nhanh cho cô nào. Bạn làm đúng rồi đấy, cho bạn ly điểm 10 nhá. Rồi. Mày hơi ưu ái các bạn A1 và A3 nhỉ? Tí gọi A2 cho công bằng. Nào. Các bạn ghi nhanh cho cô nha, ghi nhanh. Còn nếu không thì các bạn có thể về vào cái chỗ phần tài liệu của lớp học. Chỗ phần Unit 9, Lesson 3. Các bạn có thể download free tài liệu cô về nhá. Và bây giờ cô Hoa sẽ chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Bây giờ đây chính là phần bài tập vận dụng đấy ạ. Nào. Cô Hoa có hai câu, có bạn nào muốn làm không? Bạn nào muốn làm không? Mời bạn A2 nhé. Mời Quỳnh Trang nào. Cô mở mic rồi đấy. Em tự mở mic đi. Rồi ok. Quỳnh Trang làm đi. Thưa cô, là câu đầu tiên thì em sẽ chia làm đáp công thức vào thôi. Repair thêm ED ý gì? Thế là đây là câu đây là câu thường đúng không? Đây là câu chủ động đúng không? Repair thêm ED đúng không? Chắc rồi đúng không? Câu số 2. Câu số 2 sẽ là will be. Will be gì? Cố lên nào. Sẽ là will be by. Will be by hả? Ok. Will be both
Bought, đúng không ạ? Bought, bought. Will be bought, bought. Ok. Thế còn câu số 1, em nhìn kỹ đi. Câu số 1 em đang làm cái thì quá khứ đơn là câu chủ động ấy hả? Đúng là câu chủ động đúng không? Không phải. Ừ, thế đây là thì gì? Và đây là câu gì? Nhanh. Cái phần này không được chậm trễ và nó rất là dễ rồi. Nó phải là gì? The broken table, cái bàn bị gãy. Tự bản thân nó có sửa được không? Không. Không, vậy đây là câu gì? Câu chủ động hay câu bị động? Câu bị động đúng không? Câu bị động vừa ghi công thức xong. Vậy do vậy câu này phải viết thành gì? Có phải mỗi repair thêm đi không? Were như thế nào? Was hay là were? Was đúng không? Rồi à. Sau sự trợ giúp của cô Hoa thì bạn ấy cũng đã hoàn thành xong phần này. Lấy điểm sau nha. Vâng ạ. Rồi ok, thế là cũng cố gắng, cũng coi như là gợi ý là cũng biết làm rồi. Chúng ta chuyển sang cô vừa cho các bạn luyện tập vài câu thôi. Đấy. Tiếp tục đến phần bài tập rewrite the following sentences using the correct passive voice. Chúng ta sẽ viết lại các câu sau. Sử dụng thì của thì sử dụng câu bị động. Nào có ai giơ tay không? Lại thêm một loạt các bạn giơ tay đây này. Thôi chết rồi. Nhập. Nào mời Phương Thảo nào, Nguyễn Thị Phương Thảo nào. Ok, cô mở mic rồi nha. Em thưa cô là câu đầu tiên là Mew Ao Cook. Bye. My sister đúng không? Everyday. Everyday, rồi rất tốt. Tiếp câu 2. The floor by my mother yesterday. Ok, good. Cùng. Nào câu 3 nào. Là send email have been written by my. Ok, rồi cảm ơn bạn Thảo nha. Rồi rất chính xác. Bạn Thảo 10 điểm. Chúng ta chuyển sang phần kiến thức trọng tâm của ngày hôm nay. Thật ra kiến thức vừa nãy cũng là trọng tâm nhưng mà là kiến thức cũ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học một lượng kiến thức mới. Nên các bạn trật tự chú ý lên trên màn hình. Phần này các bạn sẽ được kiểm tra 15 phút và một tiết vào những ngày học tới đây. Chắc chắn có trong bài kiểm tra gần nhất của tôi thôi. Chỉ tầm một vài tiết thôi tôi sẽ kiểm tra nên làm ơn trật tự và ngồi nghe thật kỹ, rõ chưa? Các bạn nhớ nhé. Phần bài task 4. You read the part of the conversation from getting started and pay attention to the underlying part. Đây là các em hãy nhìn vào trong câu này nhé. Bạn Nick bạn bảo là was any injured? Ok, and Dương said that only a few minor injuries were reported. Most people have moved to safe area when the storm broke. Vậy chúng ta hãy nhìn vào trong câu sau. Nhìn vào ví dụ của Hoa Cái Chân. Bạn Nick bạn ấy hỏi là có ai bị thương không nhỉ? Thế xong bạn Dương bạn ấy bảo là ừ, cũng có một số ít kiểu như là được báo cáo lên ấy. Thế còn hầu hết mọi người đã di chuyển tới nơi an toàn ngay khi mà cơn bão đổ bộ đến. Broke, chúng ta có thể hiểu là như vậy nhé. Vậy thì các bạn hãy nhìn vào cái hành động ở đây. Khi cơn bão đổ đến là mọi người đã di chuyển rồi. Vậy cái hành động nào xảy ra trước nhỉ? Khi cơn bão đổ đến mọi người đã di chuyển đi rồi. Vậy có nghĩa là mọi người đã di chuyển đi rồi thì cơn bão nó mới đến đúng không ạ? Thì do vậy là hành động mọi người đi di chuyển nơi an toàn nó xảy ra trước. Trước khi cơn bão đến. Vậy ngày hôm nay các bạn nhớ chú ý vào cái cấu trúc hát mụp đờ cô Hoa Cái Chân nhá. Vậy ngày hôm nay cô Hoa sẽ dạy cho các bạn một lượng kiến thức mới, đó là thì quá khứ hoàn thành.
một số bạn đi học trước ở ngoài thì có thể làm quen với thì này rồi. Một số bạn ôn học sinh giỏi thì cũng được cô dạy trước rồi. Còn những bạn nào mà chưa được biết một cái gì thì các bạn phải ngồi trật tự nghe. Những bạn học rồi thì cũng phải chú ý nghe. Cái thì này rất là dễ nhầm nhá. Thế thì cô Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn về công thức. Công thức cơ bản của thì quá khứ hoàn thành là subject plus have plus past participle or verb ed. Đấy chưa? Các bạn có thể hiểu là động từ cái thì quá khứ hoàn thành này nó cơ bản là nó gần giống với thì hiện tại hoàn thành, nhưng cái trợ động từ của nó sẽ chia về thì quá khứ thì ta gọi là quá khứ hoàn thành. Ok chưa? Đơn giản chưa? Đấy. Ví dụ nhá. I had lunch when they came. And the negative form, chúng ta sẽ thêm not đằng sau trợ động từ. For example, I had the lunch when they came. And interrogative form, chúng ta sẽ đảo had lên trên đầu. Had you lunch when they came? Ok. Và chúng ta có hai dạng trả lời. Một là yes, no. Yes question, chúng ta sẽ có hai dạng trả lời là yes, no question. Một là yes, đấy, subject còn phải had. No, người ta chỉ cần thêm not đằng sau had thôi. Đấy. Had you lunch when they came? Yes, I had. No, I hadn't. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ, thần tất cả công thức sẽ có ở trong sách nhé. Các bạn sẽ về nhà học thuộc lòng công thức này và ghi lại vào vở cho nhớ cho cô nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập task của đến mục 4B. Ok, 4B. Đây là cô giới thiệu cách dùng của thì quá khứ hoàn thành. Các bạn trật tự nghe và ghi ngay vào vở cho cô. Ghi ngay vào vở nhé. Ghi những cái gì cô bảo. Cách dùng đầu tiên. We use the past perfect to describe an action before a state of time in the past. Chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành để miêu tả một hành động xảy ra trước một thời điểm xác định trong quá khứ. Được chưa? Và trong câu thì thường có by the time. Time này chính là cái thời điểm xác định. Giả sử như là by 8 o'clock, giả sử vậy. Cô đọc lại nhé. Thì quá khứ hoàn thành miêu tả một hành động xảy ra trước một gì đấy? Thời điểm xác định trong quá khứ. Ghi thật nhanh. Cô Hoa có ví dụ sau. People had managed to leave the flooded village by 11 o'clock. Nghĩa là gì nhỉ? Mọi người sắp xếp gì đấy để rời làng. Đấy. Cái làng bị lũ lụt ấy. Trước 11 giờ, thấy chưa? Vậy trước 11 giờ họ đã chuyển đi rồi. Họ đã chuyển đi khỏi cái làng đấy rồi. Vậy có phải là đúng là thì hay không? Đúng không? Tiếp tôi có ví dụ thứ hai. She had done her homework before her mother asked her to do so. Cô ta đã làm bài tập về nhà xong trước khi mà mẹ cô ta yêu cầu cô ta làm xong đúng đấy, đúng chưa? Thế có nghĩa là trước khi mẹ cô ta yêu cầu cô ta làm đúng này thì cô ta đã làm xong trước rồi. Vậy do vậy thì ở đây tôi chia là thì gì đây nhỉ? Xảy ra trước là gì đấy? Cái hành động mà làm bài tập về nhà sẽ là thì quá khứ hoàn thành. Đấy, còn mẹ cô ta nói sau là gì? Thì quá khứ đơn, đúng chưa? Tiếp. Tôi có ví dụ tiếp theo, các bạn có thể ghi thật nhanh nha. Mình không phải là học sinh tiểu học đâu, phải nốt thật nhanh. They went home after they had gone out with their friends. Họ về nhà sau khi mà họ gì đấy? Đi ra ngoài với cả bạn của họ. Thế có nghĩa là sau khi họ đi ra ngoài với bạn của họ thì họ đi về nhà, đúng không? Sau khi mà họ đi ra ngoài bạn của họ thì họ đi về nhà. Có nghĩa là cái hành động đi ra gì đấy? Đi ra ngoài với bạn xảy ra trước khi họ đi về nhà, đúng không? Do vậy hành động had gone out with their friends, tôi chia thì có cơ thành, đúng không? Và hành động sau đó là thì quá khứ đơn, rất đơn giản, các bạn nhớ nhé. Thường là hai thì này sẽ đi cùng với nhau, quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Tùy theo từng cái dấu hiệu nhận biết đấy nhá, tí nữa sẽ ghi. Tiếp, chúng ta có cách dùng số 2, các bạn ghi nhanh như cô này. We use the past perfect to describe an action happened before another action in the past. Chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành để miêu tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Thì chúng ta có ví dụ như sau. People had already left the flooded village when rescue worker arrived. Nghĩa là gì đây nhỉ? Người ấy, mọi người đã gì đấy? Đã rời cái ngôi làng bị lũ. Khi mà gì đây?
cái công nhân cứu trợ họ đến nơi. Vậy khi mà công nhân cứu trợ đến nơi thì người làm sao đấy, người trong làng người ta đã rời đi mất rồi đúng không? Vậy hành động mà họ rời đi, họ đã đi trước mất rồi đấy, còn bây giờ họ mới đến là họ đến sau. Khi các bạn muốn làm được phần này, các bạn phải hiểu ngữ cảnh, mà muốn hiểu ngữ cảnh thì phải dịch được hết, thế thôi. Cô có câu số 2. Khi tôi tới nơi, John đã đi mất rồi. When I arrived, John had gone away. Vậy thì tôi tới nơi, John đi mất rồi, thì cái hành động John đi rồi xảy ra trước đúng không? Sau đó tôi mới đến nơi đúng không? Đây là thì quá khứ hoàn thành, thế thôi. Các bạn hiểu hơn có hiểu hơn tí nào không nhỉ? Chúng mình phải ghi hết nha. Tiếp. Các bạn sẽ ghi dấu hiệu nhận biết cho cô. Trong câu này, when they arrived at the airport, her flight had taken off. Trong câu này có từ gạch chân này, từ when này. Đấy. Vậy trong câu có từ when là từ khi. Khi họ đi tới sân bay. Đấy. Thế là chuyến bay cô ấy đã cất cánh mất rồi. Vậy when nghĩa là khi. Ta nhìn thấy trong câu có từ when. Các bạn đừng nhầm với cả thì quá khứ tiếp diễn nha. Mình phải dịch ngữ cảnh đấy. Tiếp. She had done her homework before her mother asked her to do so. Vậy trong câu có từ before có nghĩa là trước khi. Vậy các bạn nhìn trong câu có từ before này. Các bạn nhìn cô Hoa chỉ con trỏ chuột nhá. Before này. Phía trước từ before ta sẽ sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Các bạn có thể hiểu như thế này này. Thật ra bình thường là tôi không học theo cái kiểu mẹo như này đâu. Nhưng mà một số bạn là cảm thấy khó hiểu thì các bạn cứ học theo là trước before quá khứ hoàn thành. Sau before quá khứ đơn. Chứ còn tôi không học máy móc của đấy, tôi cứ tính ngữ cảnh. Cô ta làm xong đúng bài tập trước khi mẹ cô ta yêu cầu đúng không? Vậy thì trước before là quá khứ hoàn thành đúng không? Sau before là quá khứ đơn. Nhớ mẹo thế là được. Thế các bạn cảm thấy khó nhớ thì cứ học thuộc mẹo của cô ấy. Tiếp cô Hoa, trong câu này cô Hoa có từ after. They went home after they had eaten a big roast chicken. Thế các bạn nhớ trong câu là trong câu nó có từ after ấy. Này các bạn nhìn từ after chưa? Trước after cô Hoa gì đấy, chia quá khứ đơn, sau after này, động từ sau after tôi sẽ chia thì quá khứ hoàn thành. Trước after quá khứ đơn và sau after sử dụng quá khứ hoàn thành, các bạn nhìn chưa? Đấy. After có nghĩa là sau khi, ghi danh cho cô nhá. Tiếp. Cô Hoa có từ by the time, thì trong câu này các bạn chỉ cần dịch cho cô by the time có nghĩa là ngay khi hoặc là vào thời điểm. Anh ta dọn dẹp nhà cửa vào thời điểm hoặc là ngay khi mà mẹ anh ta gì đây về nhà. Vậy ta cứ nhìn thấy by the time, sau ta xác định cho hành động nó xảy ra trước, ta sẽ chia qua phương thành, thấy chưa? By the time, nhớ nhá. Vậy tôi nhắc lại bốn dấu nhận biết: một là when, hai là before, ba là after và bốn là by the time. Đây là bốn dấu hiệu nhận biết cơ bản và cách dùng các bạn bắt buộc phải học thuộc, các bạn mới chia động từ nhá. Và cô nhắc lại là sắp kiểm tra đấy ạ, kiểm tra 15 phút và một tiết. Và chắc chắn có trong phần này, cô sẽ cho điểm rất là nhiều. Nên cô đã giảng rất chậm, rất kỹ. Đề nghị về nhà học kỹ thì này. Ok. Cô Hoa sẽ chuyển sang phần bài tập số 5, task 5. Vận dụng. Complete the sentences by putting the verbs in brackets into the symbol past or past perfect. Các bạn sẽ có 5 câu này. I have 5 sentences for you. Cô Hoa sẽ làm mẫu đầu câu đầu tiên nhé. Nhìn thấy từ before chưa? Hãy áp ngay vào ví dụ cô Hoa vừa cho và mẹ cô Hoa vừa cho ghi nào. Hầu hết mọi người đã rời 3.3 trước khi núi lửa phun trào. Vậy trước before là thì gì đấy? Quá khứ thì đấy? Quá khứ hoàn thành đúng không? Sau before là thì quá khứ? Quá khứ đơn. Ta hãy nhìn vào mẹ cô Hoa vừa dạy đúng không? Và cái quan trọng là ta phải học thuộc công thức. Chứ còn có nhớ đến phần nào đi chăng nữa nhưng mà thì chả học thì làm sao mà làm được đúng không? Câu số 1 là gì đây nhỉ? Had lacked. Vì trước before mà, đúng không? Thế sau before là? Erupted, đấy chưa? Nào bây giờ tôi sẽ cho các bạn 3 phút để làm phần này. Nhanh để còn lấy điểm nhá. Câu số 2 nhìn thấy by the time nhỉ? Đấy. Các bạn phải chỉ cho cô các dấu hiệu nhận biết để cho các bạn quen nhá. Phần này cô mời một bạn nha.
mời bạn Quốc Anh. Quốc Anh 7A1, à 8A1. Nào Quốc Anh làm cho cô nào. Em thưa cô là câu 2 là vai. Ừ. Xác định tình huống nào xảy ra trước, tình huống nào xảy ra sau. Nó dừng tuyết rơi sao? Snow. Tuyết ngừng rơi. Tuyết ngừng rơi. Ừ, thế thì hành động nó xảy ra trước. Tuyết ngừng rơi. Ừ đúng rồi. Thế làm như nào? Arrive thêm day. Ờ, rồi và stop là như nào? Is had stop thêm ed. Mỗi thêm ed thôi đúng không? Với chữ p. Ờ rồi gấp đôi. Rồi rất tốt. Very good. Ok. Number 3. Số 3 nào, nhanh. Số 3 là spend là Nào, cái từ before cô vừa cho ghi vào, nếu mà không biết đấy thì học thuộc cái công thức cô Hoa cho ghi. Spend chắc là chuyện D thành T. Thế hả? Quá khứ. Quá khứ hả? Trước before chia thì quá khứ đúng không? Sau before thì chia hiện tại thành đúng không? Rồi. Cảm ơn quá anh nha. Thank you. Hả? Sau before là em chia quá khứ. Sau before chia quá khứ? Ừ. Thế bây giờ cậu chia như nào? Tôi vừa sau bảo. Before chia. Ờ. Thế bây giờ như nào? Bây giờ như nào? Spend là has spent. Ờ, has spent. Và sau là gì đấy? Arrive thêm day. Ừ, arrive thêm day. Rồi, cảm ơn cô anh nhá. Chắc là cô Hoa vừa mới nhắc, mới nhớ ra đúng không? Nhớ chú ý nhá. Thank you. Các bạn có thể nhìn lên trên màn hình nhá. Ok. Hai câu cuối này. Cô anh có một điểm 10 rồi. Cô xem trong sổ như nào đã, xong rồi cô chấm điểm nha. Cô mời bạn Đức Anh nào. Trần Đức Anh. Mở mic cho Đức Anh rồi nhá. Có sao hai bạn Trần Đức Anh à? Ờ rồi Trần Đức Anh đây. Rồi mời Trần Đức Anh. Em đúng không cô? Ừ đúng rồi. À, em nói cô là câu 4 là em mở. Em... Từ. Mở mặt ra cho cô xem, sao lại tắt đi tắt cam, gọi như thế. Đẹp trai phải khoe cho thiên hạ xem. Thôi rồi. Cô là ghét em chưa đến gót. Ờ. Em xong rồi đằng sau em chia như nào? Dạ, đằng sau thì em sẽ chia là Harden Taken. Ờ, em có thể giải thích cho cả lớp được không? Em nói cô là bởi vì là cái hành động cái hành động anh ấy không mang theo bản đồ xảy ra trước nên đúng là rồi. Chia ừ. Bởi vì không mang theo bản đồ thế nên là anh này mới bị lạc đúng không? Vậy chắc chắn là cái hành động mang theo bản đồ là phải ra trước cái hành động bị lạc rồi đúng không? Tương tự như câu số 3 ấy, câu số 3 một là các bạn có thể học thuộc theo mẹo của cô Hoa dạy. Nghĩa là trước before hiện tại hoàn thành, à quá khứ hoàn thành, sau before quá khứ đơn. Hoặc các bạn có thể hiểu là trước khi mà nhận được trước khi mà đến nơi thì họ đã gì đây nhỉ? Họ đã dành hết những cái họ đã kiểu như là ở cả đêm trong cái cơn lũ đấy. Đấy, ta có thể hiểu như vậy. Tiếp tục câu cuối đi, em làm giúp cô. Em nói cô là câu cuối là pin em chia thành file. File chia thành file đúng không? Rồi, có gì nữa không? Đằng sau là gì? À, phần sau em sẽ chia là hát bạo. Hát bọt đúng không? À, lý do vì sao nhỉ? Giải thích cho cả lớp xem nào. Vâng. Thứ nhất em có thể giải thích là cô trước after thì. Ừ, trước after là thì quá khứ đơn, sau after là thí, quá khứ đơn. Cái mẹo rồi cô.
Ừ, một là giải thích mẹo, hai là chúng ta có thể hiểu được. Ừ rồi, ok, không vấn đề em gì. Dùng mẹo. Ừ, em dùng mẹo cô hoa trò đúng không? Nghĩa là trước after quá khứ đơn, còn sau after là quá khứ hoàn thành đúng không? Bạn ấy dùng mẹo cô hoa vậy cũng không vấn đề gì cả. Các bạn cứ học thuộc thêm mẹo cô hoa nếu các bạn không cảm giác là không dịch được tình huống. Thì cũng khá là ok thôi. Học thuộc mẹo cũng được, nó hơi máy móc thì phải nhớ chắc đúng. Thế thì câu này cô Hoa cũng có thể giúp cả lớp hiểu là tôi cuối cùng cũng tìm ra cái bút của tôi sau khi mà tôi gì đây? Mua một cái mới. Vậy tôi mua được một cái mới rồi, tôi mới tìm lại được cái bút đấy, được chưa? Và cái hành động tôi mua được cái bút mới nó xảy ra trước khi tôi tìm được cái bút đấy, chưa? Rồi, Đức Anh 10 điểm nhá. Ok. Các bạn nốt nhanh vào trong vở, nốt nhanh trong vở. Ghi nhanh vào trong vở. Bài hôm nay khá là dài. Rồi, tôi sẽ cho bài tập vận dụng nhá. Nào, tôi cho 4 câu nào. Cho 4 câu. Các bạn Phương Anh rồi nhỉ? Vừa nhìn thấy Phương Anh ở đây xong mà bạn... Rồi, nào cô mời bạn Phương Anh làm bài này cho cả lớp nào. Phương Anh A1. Tự bỏ mic ra đi em ơi. Rồi, em bỏ đi, em bỏ lại đi. Em bỏ lại đi. Vừa nãy em bỏ được đấy. Rồi, ok. Bạn này cứ tắt đi, bật lại nhỉ. Bật lại mic của mình đi em. Phương Anh tự mở mic đi sao nào? Nào mời Nguyễn Thị Trang nào. Được, Hàn đã được rồi. Chưa? Đã bỏ chưa? Ừ. Rồi, làm đi làm bài này cho cả lớp xem nào. Câu 1. Vâng. Câu 1 ạ. They nào dựa vào mẹo vừa dạy, nếu mà không xác định được tình huống thì dựa vào mẹo. Trước after như nào, sau after như nào? Go finish finish em cho thêm ED ạ. Finish ED ạ? Thế còn come thì như nào? Em hiểu câu này như nào, em hiểu câu này bây giờ nếu mà em cảm thấy là cô Hoa cho ghi cái mẹo em cảm thấy em không thích thì em nhìn vào cái câu em xem tình huống nó như nào nào. Em cô come em chuyển thành thêm. Come chuyển thành thêm rồi. Finish thì như nào? Hát, they hát. Finish. Đúng rồi. Đúng rồi. They hát, finish, thêm đi. Rồi. Chúng ta có thể hiểu thứ nhất là các bạn vận dụng cấu trúc cô Hoa dạy trước after quá khứ đơn, sau after quá khứ hoàn thành. Hoặc ta có thể hiểu là sau khi họ hoàn thành cái công việc của mình, thế thì họ về nhà. Vậy thì cái việc hoàn thành công việc là gì? Đấy, trước đúng không? Về nhà là sau. Câu số 2. Nhanh giúp cô nào. Câu số 2 là she said that she had had đi. Met. Had met. Ok, good. Câu số 3. Before they he went to bed. Uh-huh. Good. He had read. Uh-huh. Yeah. And the last one. When I came to the stadium, the match had started. Uh-huh. Good. Rồi, has started rồi. Nói chung thời gian ngắn này mà làm này là giỏi rồi. Cảm ơn nha. Rồi bạn Phương Anh được điểm 10 rồi nhá. Ok, thank you. Cô hy vọng các bạn cố gắng học chắc thì này cho cô nhá. Học chắc những cái mẹo cô Hoa dạy. Để chúng ta làm bài tập. Và phần này chắc chắn là sẽ có trong thi vào cấp 3. Nên chúng ta không thể nào bỏ qua được nhá. Ok, viết lại câu. Ta sẽ có 2 câu. Đấy. Cô sẽ cho các bạn... một ít phút để nghĩ nhé. Các bạn nghĩ đi xong cô sẽ gọi nào. Chúng mình hôm nay sẽ học hơi muộn một chút.
Cô muốn dạy kỹ cho các bạn hiểu. Nào cô mời bạn Thùy Trang A1 nào. Cô mở mic rồi. Em thưa cô, cô là after David had gone, we arrived. Very good. Exactly. Sau khi bạn David về trở về nhà đấy, thì chúng tôi tới nơi. We arrived. Very good. The next one. Em thưa cô là we had lunch before we took a map and took a look around the shop. Before we took a look around the shop, we had lunch gì? Ý là như thế gì? Rồi. Very good. Nhưng mà không phải là we had lunch mà phải là we had had lunch nhé. Vì cái việc ăn... Đúng không nào? Ta phải chia đúng thì nha. Bởi vì nhìn từ before là phải thì có cơn thành rồi nha. Tí nữa thì cho điểm 10. Tí cho điểm 10, không cho điểm 10 được rồi. Để lần khác nha. Có điểm nào mà cô? Ừ, biết rồi. Chẳng qua là muốn cho thêm thôi. Không thích thêm thì thôi vậy. Nhưng mà không được điểm 10. Các bạn nhìn vào trong câu này nhá. Trong câu thứ hai của bạn ấy thì ta phải chia lại một chút về thì. Vì cái việc mà tôi ăn trưa ấy. Đấy, nó xảy ra trước. Trước khi chúng tôi đi gì đây nhỉ? Đi took a look, đi dạo một vòng quanh cái shop này thì chúng tôi gì đây nhỉ? Đi ăn trưa. Vậy thì việc ăn trưa nó sẽ xảy ra trước khi chúng tôi đi dạo cái shop, được chưa? Các bạn học kỹ phần này cho cô nhá. Cô đã cho các bạn làm bài tập trượng từ này, làm bài tập viết lại câu này. Đây sẽ là hai dạng kiểm tra một tiết và kiểm tra 15 phút nha. Ok, chúng ta chuyển đến phần bài tập số 6. Thì cái phần này các bạn, tôi yêu cầu về nhà các bạn làm thôi. Trong phần này các bạn sẽ về nhà, các bạn trả lời hết các câu người ta bảo là ask and answer the following question. Thì về nhà các bạn trả lời cho cô. Người ta hỏi là what had you learned to do by the time you started primary school? Nghĩa là người ta hỏi là bạn đã học cách làm cái gì vào thời điểm mà bạn học cấp 1 đấy, đúng không? Đấy, thì bạn làm những gì, bạn liệt kê ra. Thế là câu số 1 này. Mẹ của bạn đã làm gì khi mà bạn dậy vào ngày chủ nhật trước? Được chưa? Thì mẹ bạn làm gì? Giả sử như là nấu ăn sáng này, hay đi chợ này, hay là giặt quần áo này, các bạn liệt kê ra. Các bạn sẽ trả lời cho cô 5 câu này nhé. Tự về nhà trả lời vào trong vở. Vậy là bài tập về nhà, ngoài bài tập trong sách bài tập, các bạn sẽ phải làm bài số 6 vào trong vở. Và tôi chắc chắn là tôi sẽ kiểm tra vở trong ngày đi học đầu tiên. Tất cả những bài tôi đã dạy trực tuyến yêu cầu các bạn ghi chép bài đầy đủ và làm bài tập đầy đủ. Vậy là bài tập ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc tại đây. Về nhà, cô yêu cầu các bạn sẽ học thuộc tất cả các cấu trúc. Đầu tiên là thì, đầu tiên là câu bị động của tất cả các thì. Thứ hai là thì quá khứ hoàn thành. Ok chưa? Học thuộc tất cả các mẹo của Hoa dạy. Muốn làm được bài thì một là học mẹo, hai là dịch ngữ cả. Tiếp các bạn sẽ làm hết phần bài tập trong phần vocabulary và and grammar trong sách giáo khoa 19-20 đấy, trong sách bài tập đấy. Và các bạn làm thêm cho cô cái mục A ấy, là cái mục pronunciation ấy, là lần trước cô Hoa cho các bạn học ở Close One rồi. Đấy, các bạn đã được vận dụng cái mẹo cô Hoa dạy cách phát âm đuôi logi ấy. Đấy đúng không ạ? Chúng ta về chúng ta làm cả mục A phonetic nha. Và sau đó các bạn sẽ chuẩn bị cho cô phần bài skill 1. Chúng ta sẽ không học communication ở trên lớp, mà chúng ta, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn về nhà chuẩn bị bài. Thật ra thì là các bạn cũng chỉ cần bật băng thôi, xong rồi nghe. Trong cái phần communication thì các bạn về nhà các bạn bật băng nghe, và hôm đấy là người ta cũng sẽ giới thiệu một vài những cái bạn nhân vật trong này. Bạn nên nêu cảm nghĩ của mình về một số cái thiên tai natural disaster, được chưa? Thì chúng mình chỉ cần nghe thôi, nghe sau đó điền cho cô mấy cái bài là được. Mình tự học cái phần bài này ở nhà nhá. Và chúng mình sẽ chuẩn bị tuần sau chúng mình vẫn sẽ học Zoom. Thì chúng mình sẽ chuẩn bị cho cô phần skill 1. Tất nhiên là sẽ có rất nhiều điểm chờ các bạn rồi. Cô sẽ cố gắng lấy càng nhiều điểm càng tốt. Thế thì cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe bài học ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi kết thúc thì cô yêu cầu là cô sẽ điểm danh lại một lần nữa. Các bạn không được phép thoát ra. Cô muốn điểm danh lại một lần nữa. Và xem cô hỏi chút nào. Em ơi, bài học ngày hôm nay em có hiểu bài không? Em có hiểu bài không ạ? Có bạn nào không hiểu không? Để điểm danh
Nào các bạn nào không hiểu bài không để cô giảng lại cho. Chưa vào thì cô trở lên chó. Rồi, thế thì cô tắt mic để cô điểm danh nhá. À, được rồi, cô tắt mic ạ. Ủa quá. Nào, cô sẽ điểm danh thật nhanh. Có những bạn nào mà bao giờ nộp bài tập á? Em ơi, trong tuần sau các em nộp bài tập cho cô trước thứ năm nhé. Trước thứ năm. Nói chung là hôm nay mình là thứ bảy thì tuần sau là trước thứ năm. Thì mình làm trước 30 tháng 4, 1 tháng 5 đúng không? Xong đi chơi cho thoải mái. Thứ năm, thứ sáu tuần sau các em sẽ được nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5, các em không phải học đâu nhá. Thế nên là thứ nhất, về nhà tôi yêu cầu là bắt đầu từ những cái buổi học đầu Zoom ấy, là tôi đã dạy rồi, là các bạn bắt buộc phải ghi đầy đủ bài tập vào, kể cả những cái bài ở trên mạng cô quay video YouTube ấy. Nghĩa là từ lúc nghỉ đến giờ là các bạn sẽ phải ghi chép hết đầy đủ vào trong vở. Cô sẽ kiểm tra thiếu bài nào cô sẽ trừ hết điểm. Cô nói luôn rồi đấy, thiếu bài là cô sẽ trừ vào điểm kiểm tra 15 phút và điểm kiểm tra một tiết. Số điểm trừ sẽ là 50% điểm 15 phút và 30% điểm một tiết nếu các bạn không chịu ghi chép bài. Ngay buổi học đầu tiên tôi sẽ dành 15 phút để tôi đi kiểm tra tổng thể cả lớp. Tôi nhắc luôn đấy. Tiếp, thứ hai, bài tập các bạn cũng phải làm thường xuyên và gửi cho cô qua Zalo của lớp. Đấy thì các cô giáo chủ nhiệm đã tạo Zalo rồi. Và tôi sẽ check cho từng bạn, những bạn nào mà không gửi bài cho cô cũng sẽ trừ điểm này. Thứ hai là không tham gia đầy đủ lớp học Zoom của cô cũng sẽ bị trừ điểm. Các bạn phải đi học đầy đủ. Các bạn muốn có điểm 10, các bạn thứ nhất phải đi học đầy đủ. Thứ hai, bài tập cô ra các bạn phải làm hết, được chưa? Bài tập thì em cứ dở sang cái mục A, phonetic và mục B, vocabulary and grammar trong 19-20 cô bảo mà. 19-20-21 thì em cứ dở ra ba cái trang đấy, được chưa? Bây giờ cô điểm danh lớp 8A1 nhá. Hiện tại 8A1 có những bạn này cô không nhìn thấy mặt này. Các bạn chỉ cần nghe thôi nhá. Những bạn không nhìn thấy mặt của 8A1 là bạn Trần Ngọc Cảnh, Phạm Nguyễn Minh Châu, bạn Nguyễn Ngọc Hà, bạn Phạm Thu Huyền, bạn Nguyễn Hải Lâm, Trần Phương Linh, Nguyễn Bình Lộc và Lê Lưu Ly và Nguyễn Tống Quang với cả bạn Trịnh Hằng Thủy nữa. Được chưa nhỉ? Nếu mà bạn nào mà có mặt ở đây thì phải ghi, phải gõ tên nhá. Bạn, các bạn 8A2 không có mặt là bạn Nguyễn Mạnh Dũng, bạn Nguyễn Ngọc Anh, bạn Nguyễn Văn Huy, bạn Lưu Nguyễn Diệu Phương, bạn Nguyễn Thế Tài, Lưu Phương Thảo, Nguyễn Đức Thịnh và bạn Lê Kiều Trang, Dương Thanh Tú, Lê Minh Vũ và Đỗ Cẩm Vi. Đấy là những bạn không có mặt. Ok, 8A1 tôi nhìn thấy Lê Lưu Ly và Nguyễn Tống Quang. Đấy, các bạn mà không ấy đâu, các bạn phải gõ tên lên cho cô nhá. Trịnh Hằng Thủy A1 à? Thế em vào muộn thì em phải gõ tên cho cô nhá, không mà cô không nhìn thấy đâu. Rồi, A2 những người đấy có gõ tên không? Không thì tôi chuyển nốt A3 nhá. Nguyễn Phương Anh không có mặt này. Trung Kiên này, Khánh Linh này, Đào Bích Ngọc này, Đào Thu Trà này, Lý Trang này, Quách Trâm này, Thu Uyên. Đây là những bạn không có mặt. Rồi bạn Lê Kiều Trang hả? Rồi, cô thích bạn Lê Kiều Trang rồi nhá. Đào Thị Bích Ngọc à? Rồi. Các bạn mà không thấy cô đọc tên thì các bạn mà thấy cô bảo là thiếu thì các bạn phải gõ tên ở đây nhá. Rồi. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi học ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhá, thứ bảy tuần sau. Chào tất cả các em nhá. Bye, see you again. Bye bye. Cô em nhá. Em xong rửa thì